Ê, lâu anh em nha, hôm nay mình lên video này mình sẽ tuyển thành viên quân đoàn nha. Quân đoàn của mình thì vẫn đang tuyển thành viên để cày quân đoàn chiến nhá. Quân đoàn của mình cũng chưa lên level 6 nữa nên là mọi người muốn xin vô thì hãy cứ inbox cho mình nha. Mình đang cần tuyển khá là nhiều thành viên đấy, tầm 30 mấy người ấy. Đây là bạn nào muốn có nhu cầu và chưa có quân đoàn thì inbox cho mình Zalo và Facebook để ấy phần bình luận nha. Yêu cầu vô quân đoàn chỉ cần 2.5 nhện sinh tồn thêm 4 thôi anh em ạ. Nên là bạn nào inbox cho mình thì nhớ chụp hình ảnh trước nhá, để mình còn xem xét duyệt. Với lại bắt buộc phải vô bốc nha anh em, vì vô bốc mỗi lần quân đoàn chiến thì inbox cho nó dễ anh em. Nên là bạn nào muốn vô thì cứ inbox cho mình nha. Và đặc biệt mấy bạn lưu ý khi vô quân đoàn của mình là phải cày đủ 100 điểm cuối tuần quân đoàn chiến nha. Đây là mấy thành viên cũ khi không cày đủ quân đoàn nha anh em. Không cày đủ là mình sẽ kích thẳng luôn. Nên là mọi người lưu ý khi vô xin quân đoàn nhé. Bạn nào vô rồi mà không cày đủ thì kích mệt lắm anh em ạ. Lười lắm chứ không phải dễ gì đâu chứ. Kiểu mấy ông này cày mình cũng nói rõ là lý do đồ ra, không lý do thì mình kích luôn. Vì kiểu cho 3 ngày cày mà anh em, cày 3 ngày mà không cày lỗi 100 điểm thì chơi làm gì đấy anh em. Vô quân đoàn mà không cày được thì thôi nhá. Tuyển về mà làm như vậy thì chịu rồi anh em ạ. Nên là bạn nào vô thì lưu ý giúp mình nha. Ok, mình tí mình làm trận quân đoàn chiến anh em, xem có gặp top nào xịn xịn không anh em ạ. Mấy bạn này cũng hơi lon, mấy thằng này mình quen thì cũng hơi phân vân biết có lên kích không anh em ạ. Vì kiểu nó hay chơi với mình ấy, nên là mấy bạn nào mà mình quen thì mình sẽ ưu tiên nha anh em. Khi nào nhiều thành viên hơn thì mình sẽ kích sau. Ok, mình vô mình test thử một trận quân đoàn chiến anh em, xem có gặp quân đoàn nào xịn xò không. À đủ, mới vô bắt gặp quân đoàn Việt Nam luôn kìa anh em. Ảo thật đấy, quân đoàn Việt Nam số 3 luôn kìa. Quân đoàn là IVCB này, quân đoàn của ai nhỉ anh em? Lần đầu tiên mình gặp quân đoàn này luôn đấy. Mọi lần là toàn gặp WG với GFF thôi anh em ạ. Triple kill.